quý vị, dịch bệnh đã khiến cho nhiều gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều thiếu nhi không may bị mắc COVID-19 phải điều trị dài ngày hoặc là phải đi cách ly tập trung. Nhiều em đã phải chật vật cùng gia đình trong những mối lo thiếu thốn giữa mùa dịch. Thế nhưng giữa cuộc sống vẫn tràn đầy sự yêu thương này, những niềm vui trẻ thơ vẫn hiện hữu. Từng không may mắc COVID-19 và mới trở về nhà được 5 ngày sau thời gian dài cách ly tập trung, em Nguyễn Phúc Khang, 8 tuổi, học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu vừa kịp đón một mùa trung thu đặc biệt trong sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Tranh thủ vừa nghỉ ngơi vừa cố gắng chuẩn bị bài vở để bắt nhịp với năm học mới. Trung thu đối với em giờ không phải là mong mỏi được rước đèn mà là được mau khỏe. Hôm nay con nhận quà trung thu rất vui. Con mong muốn khỏe mạnh và được đi học với các bạn. Dù vậy, Phúc Khang vẫn còn may mắn hơn so với rất nhiều thiếu nhi mắc COVID-19 và các em là F1 vẫn đang điều trị cách ly tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Hay những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo vẫn chưa thể trở về nhà trong dịp này. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp ngành địa phương, mùa trung thu năm nay dù không có chú cuội chị Hằng, không có tiếng trống lân rộn ràng trong ánh sáng xanh đỏ của những chiếc đèn lồng, vẫn ấm áp những tình cảm yêu thương. Mùa trung thu năm nay thì ngoài tặng các suất quà cho các em thì thành đoàn hội đồng đội thành phố cũng tổ chức các cái hoạt động nhằm chăm lo cho các em, như là chỉ đạo các liên đội, các xã phường trên địa bàn của thành phố quan tâm tư vấn về mặt tâm lý cũng như là triển khai các cái nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng chăm sóc cho thiếu nhi là F0 trên địa bàn thành phố. Trung thu năm nay, một trung thu tĩnh lặng hơn so với mùa vui những năm trước, dù vậy vẫn đầy nhân văn. Chăm lo và bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội.